Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Tiên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nhân quý vị. À, chào em. Dạ em chào anh Tính, em chào tất cả anh em ạ. Hôm nay em có đem về hai mươi mấy cây mai dảo hạt Thủ Đức bông từ 6 tới 12 cánh, em muốn giao lưu tất cả anh em ạ. Hình thức của em là bao ship toàn quốc ạ. Em ở xã Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre ạ. Còn số điện thoại em để tên tiêu đề với anh Tính. Rồi. Mình vào cây số 1 luôn nha quý vị ơi. Cao nhất mét 4 ạ. À, khoảng mét 4. À, tước lá sơ sơ hết là tay cành bao nhiêu thì đã thấy rất là kỹ rồi ha quý vị. À, cây đẹp ha, tay cành chia đều luôn ha. À, quả đẹp rồi, cho cái quành luôn em. Nay em về em có thời gian rảnh tước lá sơ sơ cho anh em coi rõ tay cành ra. Quành là 19 hả? Rồi, chính xác ha. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã số 1 giao lưu với 1 triệu 3 ạ. Rồi, 1 triệu 3. Một cây mai đẹp luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 2. Mã số 2, chiều cao 1m4 đi. Rồi, khoảng 1m4 luôn. Tàn cũng đẹp luôn. Đó. Tước lá hết rồi ha. Đây, tay cành rồi quý vị. Tay cành chính xác luôn ha. À. Kẹo ha. Rồi, quanh nhiêu em? Dạ quanh là 17 ạ. Rồi, 17 quanh. Rồi mình cho cái giá nó luôn. Dạ mã số 2 em giao luôn giá 1 triệu 2 ạ. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 3 quý vị ơi. Đó, khoảng 1m4 luôn. Đó. Tay cành đó nè. Tắt kẹo hết trơn ha. Rồi, quanh luôn. Đó, quanh là 17 ạ. Rồi, giao luôn nhiêu em? Dạ, mã số 3 em giao luôn giá 1 triệu 2 ạ. Rồi, 1 triệu 2 luôn quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 4 quý vị ơi. Cao 1m1 đi. Rồi, khoảng 1m1 quý vị. Rồi, dừng luôn. À, quý vị xem kỹ ha, mình ra chậm xuống cho quý vị xem kỹ tay cành ha. Rồi, quanh em nó luôn. Quanh là 18 mà mượn đều có sợi dây dây em tính 17. Dừng sợi dây tính 17 ha. Dạ. Rồi, giao luôn nhiêu em? À, mã số 4 giao luôn giá 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Số 5. Số 5. Cao 1m2. Rồi, tầm 1m2. À, tàn đẹp ha. Lô này lấy về tàn đẹp quá quý vị, tay cành chia rất là đẹp ha. À, sàn xét luôn. Như quành em? Dạ quành là 19 ạ. Rồi 19 quành. Mã số 5 giao lưu giá 1 triệu 3 ạ. Rồi 1 triệu 3. Rồi xuống cây luôn. À, số 6 cũng tiếp tục là một cây mai có cái tàn đẹp luôn. Cao 1m3 đi. Khoảng 1m3 cao. Đó. Tàn đẹp ha, tay cành chia rất là đẹp. Rồi, quanh luôn. Dạ quanh là 16 ạ. 16 với tính 15 đi. Rồi. Em mã số 6 em giao lưu giá 1 triệu 2 ạ. Rồi, 1 triệu 2 quý vị ơi. Tàn đẹp ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 7 ạ. Mã số 7, một cây mai có tàn thông cũng hơi cao so với những cây hồi nãy giờ ha. Cao 1m5 đi. Rồi, 1m5 cao. Tàn thông. Cao khoảng tầm 1m5. Tay cành chia đều nè. Đó, từ trên xuống ha.
Rồi, Quỳnh. Rồi, Quỳnh là 18 ạ. Rồi, chính xác. Rồi, giao lưu nhiêu em? À, mã số 7 em giao lưu với anh cụ ba ạ. Rồi, mình xuống cây luôn. Rồi, mã số 8. Cao cũng mít. Cũng tầm 1,5 m ha. Tàn cũng tầng thông luôn. Tàn đẹp luôn ha. Rồi, dừng luôn ha. Rồi, tay cành đó quý vị ơi. Lật lá ra vậy quay tay cành rất là rõ ha. Rồi, đo bỏ cành nhất luôn. Khoảng nhiêu đây? À, 20 với con kính 19 ạ. Rồi, chính xác ha. Rồi, à, báo giá luôn em. Giao luôn á, 1,3 triệu ạ. Rồi, 1,3 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 9. Tàn đẹp nữa ha. Mét 2 không em? Không, tính 1 mét thôi. Mét hả? À. Mét cho chắc ha. À. Rồi, cho cái hoành nó luôn. Hoành là 19 hả? Rồi, xe nhẹ ăn vòng nó ở cái gì? Tay cành chi cũng đẹp lắm ha. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Em nói số 9 giao luôn giá 1,2 triệu vậy. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, bao ship toàn quốc luôn nha quý vị. Rồi, mã số 10. Rồi, cao. Cao 1,3 m đi. 1,3 m. À, tay cạnh ha. Rồi, quanh nhiêu em? Rồi, quanh là 18 ạ. Rồi, 18 quanh. Rồi, chính xác ha. Rồi, mã số 10 em giao lưu với 1,2 triệu ạ. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Số 11. 11. Rồi. Cao. Cao 1,2 m đi. Rồi, khoảng tầm 1,2 m. Rồi, hoành luôn. Quanh là 18 ạ. Rồi, xe nhẹ ăn vòng dưới ha. À, tay cành của gì. Rồi, giao lưu nhiêu em? Số 11 giao lưu giá 1,2 triệu vậy. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây. Số 12. Rồi. Mã số 12 của gì. Cao 1 m đi. Rồi, khoảng 1 m. Rồi, dừng luôn. Rồi, đọt ha. Tay cạch ha. Rồi, kéo ra xuống nhanh quý vị. Rồi, quanh như em? Rồi, quanh là 19 ạ. Rồi, 19 quanh. Rồi, mới xuống 12 em giao lưu giá 1,3 triệu ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tầm khoảng 1 m. Rồi, cái cây này thấy có những cái điểm lạ lạ đây ha. Có những bạch vàng vàng. Nhỏ mà nó có hiện tượng nữa ha. Lạ nha. Rồi, quanh là 17 ạ. Có hiện tượng nè. Trên đây nó cũng có u trên đây. U hai bên đây ha. Là. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã số 13 em giao lưu giá 1,2 triệu ạ. Rồi. Để vàng vàng đây nữa ha. Rồi, xuống cây. Mã số 14. Rồi, mã số 14. Cao 1,5 m đi. Rồi, 1,5 m cao. Tầng thông luôn. Tay cành chi đều. Cái này có điểm lạ trong thân nè. Có điểm lạ. À, tay cành chi đều lắm nha quý vị. À, em đây quý vị.
bắt đầu từ trên đây là nó có rồi ha, dài dài ở đây nó bung nhiều lắm nè. Rồi em xây điểm lạ qua hướng qua anh coi. Đó, bung nhiều lắm quý vị. Nữa em. Đây, dừng. Đây, đây là điểm lạ này, nó bung bự nhất nè. À, còn dài dài ở trên nó cũng bung bạch hết trơn quý vị. Có hết trơn đó ha. Nè. Rồi, đo bỏ cành nhất. À, quanh là 18 hả? 18 quanh. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Em nói số 14 giao luôn nhé, 1.6 hả? Rồi, 1.6 quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Số 15. Rồi. 15 cao. Cho 1.5 ạ. Rồi, tầm 1.5. Lên cái chót được. Tính lên cái chót luôn ha. Rồi. Đây cành đây. Rồi, của anh nhiêu em? À, 18 với em tính 17 hả? Rồi, báo giá luôn. Dạ, mã số 15 giao luôn giá 1.1.000 ạ. Rồi, 1.1.000 nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cây tiếp tục. Số 16. 16, này cũng cao nè. Cao 1.5 đi. Rồi, cao khoảng tầm 1.5 m. Rồi. Rồi thôi em tính 21 tính 20 thôi. Rồi 20 đi ha. Dạ. Dướng cái cũng hơi dướng rồi trừ ạ. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Mã số 16 giao luôn giá 1.4 triệu ạ. Rồi, 1.4 triệu cho quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 17. Cao 1.3 m đi. Rồi, 1.3 m cao. Đó. Cái này cái dàn xương lực nè, em quay xíu nè. Rồi, dừng. Rồi, tính tới 1.3 m thấy tính đỉnh đọt kéo xuống nha quý vị. Cái dàn xương ở trong lực tay cành bự. Bự không có gì đâu. Tay cành bự không. Rồi, hoành như vậy em? Hoành là 17 hả? 17 hoành. Rồi. Dạ, mã số 13, em giao luôn với anh 1.2 triệu ạ. Rồi, 1.2 triệu nha quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Đây, mã số 18 quý vị. Rồi, cao. Rồi, 1.4 m đi. Rồi, tầm 1.4 m ha. Tàn đẹp quá nè. À. Rồi dừng nó hướng đó luôn em ơi. Ê, đọt hơi gì? Tay cành chia cũng đều quá nè. Rồi, trà từ từ xuống cho quý vị xem kỹ ha. Rồi, quanh nhiêu em? Dạ, quanh là 16 ạ. Rồi, báo giá luôn. Dạ, mã số 18 giao luôn giá 1.2 triệu ạ. Rồi, xuống cây. Rồi 19. Rồi mã số. Dạ mã số 19 ạ. 19 quý vị ơi. Cao 1.4 m đi. Rồi 1.4 m cao. Tàng này hơi hướng lên ha. Vậy quý vị vô dây kéo ra ha. Đây, dừng luôn em ơi. Đây định đọt kéo xuống nha quý vị. À, tại cành này có nút nụ nữa quý vị, nút nụ cũng quá xá ha, còn gió. Rồi quanh đây cho dễ thấy đường tại cành nhất ha. Rồi quanh nhiêu em? Dạ quanh là 17 hả? Rồi 17 quanh. Rồi mình giao luôn như đây. Dạ, mã số 19 giao luôn giá 1.2 triệu ạ. Rồi 1.2 triệu. Rồi xuống cây. Rồi, mã số 20.
Rồi mã số 20. Cao 1,5 đi. Rồi 1,5 tàng thông luôn. Tay cành. Đó. Tay cành sang sát luôn ha. Quành trên đây đi. Rồi, quành nhiêu em? 16 ạ, em đo trên đây luôn em. Rồi, báo giá luôn. À, mã số 20 vô luôn nha. 1,3 ạ. Rồi, 1,3. Rồi. Xuống cây. Rồi, mã số 21. Rồi, 1,4 đi. Rồi, 1,4. Cây này lật lá, còn có mấy lá, lật sạch hết trơn ha. À, tay cành đặt kẹo đây. Rồi, quanh. Rồi, quanh là 16 ạ. Rồi, giao lưu nhiêu đi em? Dạ, mã số 21, giao lưu với 1 triệu ạ. Rồi, triệu quý vị ơi, rồi, xuống cây. Rồi, mã số 22. Cao, mét mấy? 2 đi. Mét 2. Tàn cắt tròn. Rồi dừng hướng đó luôn. Đây, kéo từ đỉnh xuống cho quý vị xem ha. Đó, tay cành trong ha. Cái này tay cành đẹp quá nè ha. Rồi quanh nhiêu em? Quanh là 18 miếng, tính 17 đi. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ nói chứ giao lưu giá 1,2 vậy. Rồi 1,2. Rồi xuống cây luôn. Rồi, mã số 23. Cao 1,5 đi. Rồi, 1,5 tới dốc cái đọt luôn. Rồi, dừng luôn em ơi. Đây. Tay cành ha. Đó, chia cũng đều ha. Rồi, quanh. Dần vàng, quanh là 17 hả? Cái này có những điểm lạ trong ngay chỗ vị trí này ha. À, hai ba cái nắp nè, có điểm lạ nè. Rồi, giao lưu nhiêu vậy em? Dạ, mã số 23 em giao lưu giá 1,2 ạ. Rồi, 1,2 quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 24. Rồi, cho chiều cao em nói luôn. Cao 1,3 đi. 1,3 cao. Đó. Rồi xem nếu lại xem xe miếng nó đi em, cho dễ quay. Bên đây trống trống hơn nè, nó bên đây lật lá sạch hơn nè ha. Rồi, cho cái hoành nó luôn. Dạ hoành là 18 ạ. Rồi, chính xác quý vị ơi. Rồi, giao lưu nhiêu đi em? Dạ mã số 24 giao lưu giá 1,2 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, 25. Rồi, cao 1,4. Rồi, tay cầm nó ha. Việc đặt cái hết rồi ha. Rồi, hoành luôn em. Rồi, mười mấy đây. Rồi, 17 ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 25 giao lưu với 1,2 ạ. Rồi, 1,2. Rồi, xuống cây luôn. Hai mươi sáu, cây này tàn đẹp quá ha. Ngang quá, ngang tay cành đều luôn nè. Khoảng 1,3 đi. Khoảng 1,3. Rồi dừng nha. Cái này gì thấy nè, tay cành bắn ngang và kẹo hết trơn quý vị. Nãy giờ thấy mình ưng cây này nhất luôn á. À, tay cành nè. Hết sức luôn, hết sức đẹp luôn. Dạ, quanh là 17 ạ. 17 ha. Tay cành đẹp nha. Rồi, báo giá luôn em ơi.
Dạ, mã số 26 vô luôn với anh triệu ba ạ. Rồi xuống cây. Rồi mã số 27. Cuối. Cuối cùng của clip rồi. Rồi 27 là mã số cuối rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem quý vị cái thích cây nào thì cứ alo trực tiếp cho tiền nha quý vị. Rồi cao. Mét rưỡi. Rồi xây xây luôn. Rồi em dừng hướng đó cho anh dễ quay tay cành cho quý vị ha. Đây quý vị đó. Tay cành ha. Gì cũng khích rịch hết trơn ha. Kẹo ha. Dài dài dưới đây cũng vậy luôn nè. Rồi quanh 18 em. Rồi giao luôn như em. Rồi triệu tư ha. Được cây mai có cái tàn bự mà khích luôn ha quý vị. Tay cành khích luôn ha. Rồi, quý vị mình kết thúc tại đây nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Rồi quý vị nào xem chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị ơi. Quý vị nhớ bấm thêm cái chuông rung rung có cái chữ tất cả quý vị để mình kịp thời nhận được thông báo sớm nhất để mình chọn cây sớm nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.